Lịch ở xe tất phải cam ANOSL và Xuân Manh. Cụ anh muốn tiếp nhận thì gimbal không hoạt động nhé. Này thay cả cụ. Bây giờ em tiến hành bay test máy của anh luôn. Về từ máy anh nhé, tin bồ động bình thường ạ. Tin bồ chuyên về bình thường nhé, tin bồ không rung lắc ạ.